Và bạch đại đức, con thấy rất nhiều trường hợp một người sẽ có một nỗi sợ đặc thù với một đối tượng nào đó mà không hề có nguyên nhân cụ thể nào. Ví như có người sợ chuột, sợ gián, sợ rắn hay các hội chứng sợ không gian hẹp, sợ lỗ, vân vân. Phải chăng đó là do tiền khiên tật? Con học pháp một thời gian và thấy chẳng có cái gì đáng cho ta phải sợ nữa, trừ việc làm các bất thiện pháp. Nhưng với các nỗi sợ như trên thì lại không thể nào luận giải được. Mong sư hoan hỷ giảng giải. Xin thưa đó, cái sợ này á, nó cái sợ một nỗi sợ phát sinh do đâu? Một là do giới hạnh của mình có vấn đề thì mình sẽ sợ. Cái thứ hai là do tâm mình có tham dục cho nên mình sẽ có sợ hãi. Cái thứ ba là do mình còn có tà kiến cho nên là mình sẽ có sợ hãi. Do đó đó, để giải quyết thì chúng ta cũng giải quyết ba món này. Khi mà chúng ta giải quyết được ba món này thì tự nhiên là mình hết sợ. Còn cái món thứ tư nữa, do tâm mình không có định, tức là mình không có thiền á, cho nên là mình có sợ hãi. Quý vị hỏi sư cái này sư căn cứ ở đâu? Thì xin thưa những thứ sư vừa nói sư căn cứ vào Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Thế Tôn kể có những nguyên nhân gây ra sợ hãi. Thì khi chúng ta trừ bỏ đi những nguyên nhân này là chúng ta không còn sợ nữa. Đó chính là gì? Ly dục. Rồi có chánh kiến. Rồi tu tập để tâm có định. Thì như vậy á, chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Nó giống như một người mà bị trúng tên, quý vị cũng nghe cái ví dụ này rất nhiều rồi. Thì thay vì tìm hiểu cái mũi tên này được bắn từ đâu, ai bắn, đọc nó như thế nào, phân tích vân vân, thì cái chuyện mà mình cần làm chính là gì? Rút mũi tên đó ra, trừ độc, băng bó vết thương. Nó quan trọng hơn cái chuyện mình nghiên cứu nguồn gốc ở đâu có mũi tên đó. Cũng vậy, cách tốt nhất là mình thực hành những pháp để không còn sợ hãi nữa. Chứ còn mình nói bây giờ nguyên nhân mình lo phân tích đó nó mất thời gian lắm ha. Cái quan trọng là mình giải quyết vấn đề. Rồi,